Một dấu ấn rõ nét khẳng định tầm cao trí tuệ Việt Nam để lại sau Olympic Hóa học Quốc tế 2014 là đề thi do chính các chuyên gia Việt Nam xây dựng. Chúng tôi đã mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, trưởng ban chuyên môn của kỳ thi. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc đối thoại ngay sau đây. Vui mừng được gặp lại Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, trưởng ban chuyên môn của kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Xin cảm ơn Phó giáo sư đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam. Thưa Phó giáo sư, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 vừa mới kết thúc. Phó giáo sư kỳ vọng cái kỳ thi này thì Việt Nam có đóng góp gì và để lại dấu ấn gì trong lịch sử phát triển của các kỳ Olympic Hóa học Quốc tế ạ? Vâng, trong cái việc mà tổ chức các kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế thì Việt Nam là cái nước mà được vinh dự tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46, thì Việt Nam cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái việc tổ chức thành công và mang lại dấu ấn đậm nét cho các bạn bè trên khắp thế giới. Thì có thể nói cho đến thời điểm hiện nay, khi mà kỳ thi Olympic Hóa học đã kết thúc, thì nhận xét chung của tất cả các bạn bè quốc tế thì Việt Nam đã để lại dấu ấn rất tốt đẹp trong cái việc mà tổ chức, có thể nói tức là hết sức thành công cái kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần này, kể cả về mặt tổ chức các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là trong cái công tác chuẩn bị về mặt đề thi, về mặt chuyên môn, một trong những cái khâu quan trọng nhất quyết định cái sự thành công của một kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế. Đúng là điều mà các học sinh tài năng hóa học được tuyển chọn trên toàn thế giới và các chuyên gia quốc tế sẽ nhớ mãi về mỗi kỳ thi Olympic là đề thi và đáp án mà nước chủ nhà đưa ra. Phó giáo sư có thể giới thiệu một cách khái quát nhất về cái nội dung đề thi Olympic Hóa học Quốc tế năm nay ạ? Vâng, cái công việc khó khăn và gian khổ nhất đấy là cái công việc mà chuẩn bị các cái đề thi. Tiếp theo đó là cái công tác mà chuẩn bị ra đề thi chính thức ấy, thì cái công tác này có thể nói tức là ban chuyên môn cũng đã làm việc trong một cái thời gian rất dài. Có thể nói là Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập ban chuyên môn mà do tôi làm trưởng ban, do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký ấy, là từ năm 2010, tức là một thời gian khá lâu, công tác chuẩn bị là rất lâu. Và cái việc mà cái bộ đề thi chính thức lần này thì đối với bộ đề thi lý thuyết ấy, thì gồm có 9 bài thi, và đối với đề thi thực hành ấy, thì gồm có 3 bài thi. Thì 9 bài thi lý thuyết và 3 bài thi thực hành như vậy nó phải đáp ứng những yêu cầu rất nghiêm ngặt của Ủy ban Olympic Hóa học Quốc tế, kể cả mức độ độ khó, về cái mức độ chuyên môn và kể cả về mặt hình thức tiếp cận những nội dung khoa học hiện đại nhất của khoa hóa học. Bên cạnh đó thì có những cái nội dung mà liên quan trực tiếp đến cái đặc thù của Việt Nam. Tôi lấy ví dụ những cái điển hình về đề thi, ví dụ như là trong bộ đề thi lý thuyết ấy, có một cái bài thi liên quan đến tinh dầu chiết từ hoa hồi đấy. Hoa hồi là một cái nguyên vật liệu mà từ đó người ta có thể ở Việt Nam chúng ta mà thì hay lấy đó làm cái chiết xuất hương liệu để làm cho hương liệu cho phở Việt Nam nổi tiếng toàn thế giới. Và cái cây hoa hồi đó cũng đưa được vào đề thi lý thuyết, thì tôi nghĩ đấy là một cái thành công của cái bộ đề thi lý thuyết năm nay, tạo ra dấu ấn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó thì đối với bài thi thực hành ấy thì cũng có một, cũng trong cái bộ bài thi như vậy gồm ba cái bài thi lý thuyết thực hành như vậy, thì có những cái bài thi mà cũng liên quan trực tiếp đến những cái đặc thù của Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là cái bài thi thực hành liên quan trực tiếp đến việc tổng hợp dẫn xuất của Actimicinin, là một cái dẫn xuất mà chống sốt rét cực kỳ nổi tiếng mà chiết xuất từ cây thanh hào hoa vàng của Việt Nam đấy, cũng là một cái bài toán, cũng là một bài thực hành thú vị. Với tư cách là trưởng ban chuyên môn của kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm nay, hẳn là ông và các đồng nghiệp của mình đã không dễ dàng khi mà đảm nhận cái công việc xây dựng đề thi này. Cái việc mà tổ chức xây dựng được cái bộ thi đề thi chính thức ấy, lý thuyết cũng như thực hành ấy, đấy là một cái công việc có thể nói là cực kỳ gian khổ. Về cái công việc này ấy, thì sau khi mà chúng tôi đã có những cái bản dự thảo ban đầu về cái đề thi chính thức này và qua 3 lần phản biện rồi ấy, thì trước khi mà được thông qua chính thức làm cái đề thi quốc tế để cho cái kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 này, thì bắt buộc phải trải qua một cái kỳ sát hạch rất nghiêm ngặt. Đấy là cái việc sát hạch của Hội đồng Giám khảo Quốc tế. Hội đồng Giám khảo Quốc tế đấy bao gồm những thành viên là tất cả các trường đoàn của 77 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi lần này, cộng với các cái thành viên của ban chuyên môn, cộng với các cái thành viên của Ủy ban Olympic Hóa học Quốc tế, có nghĩa là cái số lượng cỡ khoảng gần 100 thành viên. Như vậy là khi mà chúng ta bảo vệ các cái bài thi này ấy, thì cái nguyên tắc của cái việc bảo vệ đó là các tác giả phải đứng lên bảo vệ.
các tác giả của Việt Nam phải đứng lên bảo vệ từng bài một. Và khi mà bảo vệ như vậy thì các ý kiến tranh luận là rất nhiều. Ý kiến tranh luận nhiều khi cũng là rất căng thẳng, bởi vì các nước ấy, thì thông thường họ muốn bảo vệ cái việc, tức là cái học sinh của họ phải có thuận lợi trong cái việc làm bài thi. Và khi mà chúng ta ra cái lệch hướng đi thì bao giờ họ cũng tranh luận rất dữ dội để làm sao cho bài thi của chúng ta phải có lợi cho học sinh của họ. Vậy thì sau cái kỳ thi Olympic này thì đã có bao nhiêu em được vinh danh thưa giáo sư? Là số lượng huy chương vàng ấy, là chiếm 10% trong tổng số thí sinh tham gia. Cái số lượng đó có thể dao động từ 8 đến 12%. Cái tổng số huy chương bạc ấy, thì số thí sinh có thể nhận là 20%. Số lượng đó có thể dao động từ 18 đến 22%. Số lượng thí sinh có thể nhận huy chương đồng ấy là 30%, dao động là từ 28 đến 32%. Có nghĩa là huy chương vàng, bạc, đồng cộng lại là cỡ khoảng là 60% rồi. Cái tổng số thí sinh sẽ đạt huy chương trong mọi kỳ thi Olympic. Bên cạnh đó thì có một cái giải theo chúng ta hiểu, đấy là giải khuyến khích dành cho cái trong cái số mà tất cả các em còn lại không nằm trong cái top là 10, 20, 30% của vàng, bạc, đồng. Thưa Phó Giáo sư, là ông hy vọng cái kỳ thi Olympic hóa học lần thứ 46 này sẽ mở ra cơ hội gì cho sự phát triển của ngành hóa học, các ngành khoa học nói chung cũng như là giáo dục của Việt Nam ạ? Theo quan điểm của tôi, nó tạo ra một cái động lực rất lớn cho cái việc học tập và nghiên cứu khoa học, và đặc biệt đối với các em học sinh và tiếp đó là đối với sinh viên. Bởi vì các cái kiến thức, những cái bài toán về lý thuyết cũng như là thực hành ấy, có thể nói là giúp cho các em yêu cái môn hóa học, yêu cái khoa học hóa học lên rất nhiều. Bởi vì những cái bài thi được xây dựng có thể nói đấy là kết quả của cái việc kết tinh cái công sức lao động, cái công sức suy ngẫm của các nhà hóa học hàng đầu của Việt Nam trong cái việc xây dựng những đề thi chính thức như vậy. Đấy là một cái sân chơi không chỉ là vinh danh những cái em thực sự xuất sắc, mà đó còn là cái nơi mà tụ hội xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà khoa học trẻ hóa học ở trên toàn thế giới. Đúng là cái kỳ thi Olympic hóa học lần thứ 46 thì đã để lại những cái dấu ấn về văn hóa và trí tuệ Việt Nam rất là rõ rệt trong lịch sử phát triển của các kỳ Olympic hóa học quốc tế. Có một điểm nữa là năm nay thì lần đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo đã giao cái quyền chủ động tổ chức việc này cho những nhà chuyên môn, cho trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cái công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn đã được tách bạch ra với nhau. Điều đó có khích lệ thêm tinh thần của các nhà khoa học hay không, thưa Phó Giáo sư? Theo đánh giá của tôi thì đấy là một cái quyết sách rất chính xác, rất đúng của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đối với đơn vị chúng tôi là trường Đại học Khoa học Tự nhiên ấy, thì khi mà nhận nhiệm vụ như vậy thì chúng tôi nhận thấy là trách nhiệm hết sức nặng nề. Nhưng chúng tôi tự tin, trên thực tế thì trong suốt cái quá trình chuẩn bị thì lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và đặc biệt là thầy giám đốc Phùng Xuân Nhạ liên quan luôn luôn là chỉ đạo rất sát sao và trực tiếp để đảm bảo thành trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức thành công cái kỳ thi Olympic khoa học lần này. Trong cái định hướng phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội thì luôn luôn nhấn mạnh đến cái việc hội nhập quốc tế. Thì trong cái việc hội nhập quốc tế thì cái việc mà hội nhập trong các cái công tác giáo dục đào tạo, kể cả từ bậc phổ thông và cho đến bậc đại học, thực sự là quan trọng. Thì cái kỳ thi Olympic khoa học quốc tế lần này thì nó cũng nằm trong cái chiến lược phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm hội nhập quốc tế và đặc biệt là đảm bảo cho các trường đại học thành viên là hội nhập quốc tế thành công. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ấy, đã được Đại học Quốc gia Hà Nội chọn là cái đơn vị hội nhập quốc tế mạnh mẽ trong cái thời gian tới và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có thể nằm trong cái bảng xếp hạng ở trong số là 100 trường đại học hàng đầu của châu Á vào năm 2020. Và để đảm bảo được cái điều đó thì những cái hoạt động như thế này là thực sự cần thiết. Những cái hoạt động về hợp tác quốc tế, những hoạt động về tổ chức sự kiện quốc tế lớn là một trong những cái hoạt động mà giành được điểm cao trong cái việc xếp hạng các cái trường đại học. Và như vậy trong cái chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội thì nằm trong cái định hướng chung đó thì Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã được sự tạo điều kiện rất thuận lợi của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội trong cái việc mà tạo những cái điều kiện để giúp cho nhà trường có thể đạt được cái mục tiêu đã được đặt ra là đến năm 2020 là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu của châu Á. Xin cảm ơn Phó Giáo sư về những chia sẻ vừa rồi.